cô ơi cô, cô cho tôi hỏi thăm đường được không cô? Anh hỏi thăm đường gì? Tôi muốn hỏi thăm đường Lý Thái Tổ ở đâu vậy? Đường Lý Thái Tổ, quận 3 hay quận 10 vậy anh? Lý Thái Tổ, quận 10. Anh tìm ai vậy? Tôi tìm người quen, mà tôi nghe nói cô ấy lên Sài Gòn một năm nay rồi. Cô ấy tên là Phương. Là Phương. Bông ô môi rơi đầy trước ngõ, bao kỷ niệm về tìm thức trong tim. Mấy hôm nào ta dìu chung lối hẹn, bông ô môi tình ta khắc đậm tình nhau. Để rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn đau. Người về vui với ai, để mình em đắng cay. Ngày mai quen nhau hai đứa hẹn hò, tình ngàn năm tình không hề nhạt phai. Dần trăng xưa chứng minh tình đôi lứa. Xa rồi buồn mà chi cho quen lệ bờ mi. Em ra đi có buồn có nhớ, anh bên này đau xót một mình anh. Còn đầy bao nỗi nhớ, dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai. Em có còn nhớ bông ô môi và lời hứa của chúng mình không? Lời hứa. Anh biết không, sau ngày anh đi, Sài Gòn chữa trị, không tiền, không ai giúp đỡ, vì cứu mẹ nên phải đành làm vợ người ta rồi. Để rồi xa cách nhau, để rồi bao đớn. Vui với ai để mình anh đắng cay. Ngày mới quen nhau hai đứa hẹn hò, tình ngàn năm tình không hề nhạt phai. Dần trăng xưa chứng minh tình đôi lứa. Xa rồi buồn mà chi cho quen lệ bờ mi. Em ra đi có buồn có nhớ, anh bên này đau xót một mình anh. Bao nỗi nhớ dưới cơn mưa chiều sẽ thắt lạnh hồn ai. Dưới cơn mưa chiều.